Chào tất cả các bạn nha, hôm nay mình đi show trên núi các bạn ơi. Hiện tại anh lại lại mở cổng gì vô rồi à. Mở cổng mà để mở dây xong rồi quay cho các bạn xem nha. Anh nghĩ đang sắp thơ mở vô cả. Dạ đường lên núi cấm các bạn, đường lên núi luôn á, đi vào đường bộ. Chút quay cho các bạn xem nha. Anh ấy là gấp gặp mình thì đã uống nước các bạn, lính là gấp gặp. Kiếm vàng cái đổi qua anh em mình kiếm vàng các bạn ơi. Giật quá cao gà, giật quá cao gà chống hú mà kìa. Chống hú rồi, cái máy kia, cái máy này đẹp, có chống hú. Chống giục. Cái máy kia, chống giục. Chống giục là chống hú hả? Chống gung. Để không bị trộn. Giờ này là 10:20. Anh em mình tới nhà các bạn ơi. Đi về ngủ rồi. Rồi ok các bạn, chào các bạn, buổi tối vui vẻ, sáng mai mình tiếp nha. Chào mọi người. Chào các bạn nghe, mình đi làm về rồi mà mới dùng cháo xong. 12 giờ về các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn buổi sáng ngày mai nha. Chào các bạn. Hello buổi sáng mọi người, mình đi ăn sáng nha. Mời mọi người ăn cơm sườn nha. Em đang coi các bạn ơi. Ngang trường học luôn. Mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài trời đây các bạn ơi. Đúng vậy nha. Mẹ nữa nè, cái tóc xù à. Mình lên tới chỗ là gần chỗ làm rồi các bạn ơi. Anh thấy có cây hồng quân. Ăn thử vài trái cho các bạn. À, quá trời ngon luôn. Rồi các bạn có ai ăn hồng quân chưa ta? Đây. Trái hồng quân nè các bạn. Rụng mới hết rồi. Còn nhánh mấy trái nè. Thấy không? À, mới thức mặt ngu quá các bạn ơi. Đám chưa, đám 11 giờ đãi mà 9 giờ người ta phải kêu lên đây ngồi à. Ngọt quá.
Trên đây cái hồng quân ngọt kia ta. Ok, chiếc con trai nè. Hồng quân mình ăn phải dòi nè các bạn. Đó, dòi nè. Dòi nè. Đó, dòi nè. Ây da, bởi không? Cây luôn mọi người. Rồi mình bẻ vài trái nó vô đá mình ăn nha. Hồng quân đi. Cái cao quá mình không thấy rõ. À. Em thấy không? Mời cả nhà ăn trái hồng quân nha. Trái hồng quân rất là ngọt ha, quân núi á. Mình ăn bóp cho nó mềm cho mình ăn nha. Dĩ nhiên là các bạn ơi, mới bẻ được. Anh em mình đi đường tắt về các bạn ơi. Nãy làm chứ sáng đi làm với anh chiều đi về với anh em. Đồ. Đi xuống suối luôn. À. Hello. Rồi chào các bạn nha. Mấy giờ lận các bạn ơi. Đi đường vậy mấy giờ lận. Lấy hai cái bánh này đi với cái bánh này. Chào các bạn nhé, mình mới về tới nhà các bạn ơi. Đây sáng cơm bữa nay mình ăn được cái món đậu xào nè ha. Với cá ba cái gì ta? Cá lòng tông khô heo. Hồ. Nguyên nồi cơm luôn nha các bạn. Rồi mời cả nhà ăn cơm cùng mình nha. Các bạn ơi, video nó đang kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đuối quá các bạn ơi, mình người ta mời ăn mà mình ngán quá mình không ăn. Về ăn cơm với cá khô quẹt. Rồi ok các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn thấy kênh mình hay thì nhớ đăng ký kênh mình nha các bạn. Cho mình một like, một bình luận ở dưới video này nha các bạn. Nhật ký đi đờn 24 giờ trên núi Cấm. Chào mọi người nha.